Ngày à, cậu đi nhảy cái gì vậy chứ hả? Như vậy ai chèo được đây? Ngày giờ chắc là khổ quá mà. Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình nhá. Lại là mình đây. Hôm nay mình tiếp tục làm về cái series con game Play Together này nhá. Trong mấy video trước mình đăng thì có rất nhiều các anh em kêu đó là không thể treo được bởi vì cái lỗi của cái phiên bản auto mới này, đó chính là không làm sao lấy cái cần ra để câu được, hoặc là khi mà lấy được cái cần ra câu thì cũng không làm sao mà sửa được. Như các bạn đã thấy ở trong video của mình, đó chính là cái cần của mình hỏng rồi nhưng không làm sao mà sửa được, mà nó cứ mở lặp đi lặp lại cái ba lô thôi. Vậy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa được cái lỗi này nhưng mà ở trên giả lập nhá, còn điện thoại thì mình sẽ làm sau. Cách sửa của cái lỗi này thì cũng khá là đơn giản thôi. Cách thứ nhất đó là bạn hãy xóa cái macro đi và sau đó hãy tải lại cho mình rồi đăng nhập lại từ đầu, làm lại từ đầu. Cách thứ hai thì các bạn chỉ cần đó là tắt cái auto đi và mở lại, thế là được. Nhưng mà hai cách đó thì chỉ có một số các bạn có thể làm được thôi. Còn chủ yếu ở cái lỗi này đó chính là về cái tỷ lệ màn hình của cái giả lập này là nó hơi to, nên là dẫn đến việc cái phần mềm auto này nó sẽ không click được đúng cái vị trí chính xác. Vậy thì ngay bây giờ đây các bạn hãy vào cho mình cái phần cài đặt của cái giả lập cho mình. Chọn vào đó là cài đặt tính năng. Các bạn sẽ thấy đó là ở cái phần chế độ phân giải nó sẽ có bản patch và bản di động, thì chuyển sang bản di động cho mình. Cuối cùng đó là khởi động lại. Ok, đợi nó khởi động lên là xong thôi. Các bạn đợi chút để mình kéo cái màn hình cho nó vừa khớp với cái màn hình máy quay của mình. Các bạn đã thấy giống cái điện thoại chưa ạ? Lại bảo không giống đi. Rồi bây giờ mở cái auto lên cho mình, bấm vào chạy. Thì về cái lỗi này thì mình đã có hướng dẫn ở video trước rồi nhá. Bạn nào chưa biết thì có thể xem lại video trước cho mình. Và cái file setup server này thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả nhá. Bạn nào chưa biết thì có thể xem ở video trước cho mình. Video này mình làm thôi, không hướng dẫn lại nữa. Rồi ok, quay lại và kết nối. Tắt đi và bấm vào chạy cho mình. Quay trở lại vào game nào. Bây giờ các bạn thấy thì khi vào game thì màn hình nó lại quay ngang như bình thường thôi. Nhưng mà theo như mình thấy thì chuyển sang cái bản di động này nó sẽ phù hợp hơn với cái auto này, vì mình treo auto thì chưa bao giờ thấy bị lỗi kiểu cứ mở ba lô xong rồi tắt, hay là như là không nhận cảm biến vân vân. Rồi ok, cái phần vào game này thì mình sẽ tua nhanh hơn vì nó cũng khá là lâu nhá. Rồi ok, mình đã quay trở lại rồi đây. Cùng bật auto lại lên xem nó đã hoạt động chưa nhá. Ở đây mình chọn phiên bản 1.1.1 vì mình thích phiên bản này hơn, vì nó có nhiều chức năng và cũng gọn nhẹ. Ok, vậy là đã fit xong nhá, uy tín nhá. Video của mình hôm nay chỉ đến đây thôi. Nếu thấy clip hay, hãy để lại một like, share và ủng hộ cho mình những video sắp tới nhá. Bye bye.